Edward Weavin có phải là con trai ruột của dâu trắng hay không? Theo mình, khả năng để Edward Weavin là con trai ruột của dâu trắng gần như bằng không. Bởi vì dâu trắng là một người rất coi trọng gia đình. Tuổi thơ cơ cực đã khiến dâu trắng trở thành một người hết mực yêu thương những đứa con của ông. Một người như thế thì không có lý do gì lại bỏ mặc đứa con của mình cả. Ngoại hình của Edward Weavin cũng khiến mình nghi ngờ xuất thân từ phòng của anh ta. Trên cơ thể của anh ta chẳng chỉ các vết sẹo, chúng có phần nào giống với những đường chỉ khâu hơn là những vết sẹo do bình thường khi chiến đấu. Điều này làm mình nghi ngờ rằng Edward Weavin